Giả lời đầu video cho em xin được gửi lời chào toàn thể mọi người ạ. Ở đây thì clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu những cái mặt hàng trên ạ. Giờ em sẽ giới thiệu lần lượt theo thứ tự đây. Mọi người quan tâm đến mặt hàng nào thì có thể tua nhanh đến để theo dõi ạ. Giờ còn để đặt hàng thì xin liên hệ với em theo hai cái số điện thoại và cái số Zalo ở trên cái tên của cái video này ạ. Còn về phần thanh toán thì đối với đơn hàng là mà chuyển khoản trước ấy, thì em sẽ bao phí ship ạ. Còn đơn hàng mình ship code ấy, thì em không bao ship ạ. Đang em xin được vào chi tiết luôn ạ. Và đây đầu tiên là mã số 1 ạ. Mã 1 là một cặp tô vít của Viettel. Cặp này tô vít của Viettel này. Cặp tô vít cách điện. Đây, cái dấu đỏ màu cộng. Cái màu xanh là dấu trừ. Như cái loại này thì cái cán là nó cán cao su rất là mềm luôn đó. Cán cao su mềm. Hiệu của nó là hiệu gen này. Đó. Như hai cây này thì cái chữ Japan nó nằm đây, chữ Japan nhỏ đây. Như cặp này có đầu mũi của nó là mũi trừ 6, cây dấu trừ là 6 ly này, cây dấu cộng đây thì mũi PH2. Mũi PH2 đó. Chiều dài của cái này mũi, phần mũi đây nó dài là 10 cm, chiều dài đây thì là 22. Để đầu nam châm nữa. Đây là cặp này mã 1 là 120 ạ. Còn đây mã 2 thì một cặp tu vít của Anet. Đây, Anet. Cặp này tu vít thì là cái chuôi nó đóng được. Chuôi này là chuôi bị sắt đóng. Cặp Anet mũi cộng 2. Ở đây mũi trừ 6. Anet Made in Japan. Đây mũi dấu cộng. Đây mũi trừ 6. Hai cây này còn rất là mới luôn, hình như là chưa dùng luôn. Phần mũi đây dài 10 và chiều dài đây là 20, cũng 22. Làm châm của nó. Cặp này là mã 2 ạ. Cặp này mã 2 giá là 130. Đây mã 3 thì là ba cây tô vít của KTC. Mã 3 ba cây tô vít chuôi đóng. Đây, chuôi này sắt đóng KTC. Cái này nhựa của nó nhựa cứng. KTC. Ba cây này thì là ba cây tô vít dấu cộng cả, mũi P1, P2 và P3. Đây đầu mũi P1. Đây mũi P2. Mũi P3 đây. Ba cây này thì chiều dài cây lớn nhất nó dài là 26, 27. Đây là 21 và 16 ạ. Đây đèo lên châm của nó. Ba cây này nó đây là mã 3 này là giá là 220. Còn đây mã 4 thì một cặp tu vít nó so, cái thân nó so mình có thể uốn cong được. Cặp này thì là mũi của nó là của Hozan, cái tu vít của Hozan, cái trên này có chữ già, trong có chữ Japan.
Bên này chữ ra 3 năm đây. Rồi. Rồi như cặp này thì cái đầu mũi của nó là cái dấu trừ là 5 ni. Mũi trừ 5 ni và mũi cộng là mũi P2. Cái mũi dấu cộng P2. Vâng, cặp này chiều dài đây thì chiều dài mũi nó 14 cm và chiều dài tổng nó là 22. Mã 4. Cặp này mã 4 là 130. Vâng, đây mã 5 ạ. Đây mã 5 thì em có 3 cây điếu đầu nục giác này, nỗ nục giác. Ba cây này thì các số của nó là số 6, 6, 8 và 10 ạ. À, ba cây này thì là của ông Vietcell. Trên đây đấy, chữ nó bị mờ chứ. Cây này Vietcell, ba cây của Vietcell cả. Trên đây có chữ Gia Ban. Gia Ban. Ở đây chữ Gia Ban năm đây. À, ba cây đầu nục giác 6, 8 và 10. Ok. Đấy. Đấy, chiều dài cây nhỏ nhất nó dài 21, cây lớn nhất nó dài 24. Ok. Gần đây mã 5. Ba cây này thì là mã 5 150. Gần đây mã 6 ạ. Mã 6 đây thì một cặp kìm. Đây, cặp kìm điện của Fujiya. Cặp này Fujiya này, một cây kìm nhọn và một cây kìm bằng. Này như hai cây này thì cái chiều dài của nó đây là 16,5 cm ạ. Cả cây kìm nhọn dài 16,5. Okay. Đây, răng và lưỡi cắt của nó còn đẹp. Cái này thì em cắt thử dây điện này. Ok, cắt được. Rồi. Ok, cắt. Mã cặp này thì là mã 6. Cặp mã 6 160 hai cây này. Nhà mã 7. Mã 7 là một cây kìm bằng của Mary. Cây Mary này chiều dài của nó là 19. Ở đây 19 cm. Mary vỏ còn nành nặn. Ok. Đây Mary ra ba. Ok, này cái loại này cái vòng ở giữa đây thì nó cũng có răng nó. Đây răng. Đó, cắt ok. Đó. À, cái này thì mã 7 ạ. Cái này mã 7 là 130. Tầm mã 8. Mã 8 thì một cây kìm của Lotter. Đây, cây kìm Lotter. Cái này thì 175 mm. Còn đây chiều dài của nó đây là 19, nó dài 19 cm. Lotter Zip. Cắt ok một. Ok, đây mã. Ở cái mã 8 ạ. Mã 8 này 130 nữa. Còn đây mã 9, mã 9 thì là một cây kìm cộng lực của 3bit. 3bit Japan. Ok. Cái kìm này thì chiều dài của nó là 21.
dài 21 cm. Cái này thì cái nước sơn nó còn mới tinh, nó rất là đẹp. Rồi, đây là cái khóa gài này này. Nó như loại này thì em cắt cái dây thép B40 và nó 3 ly là cắt ok. Đó, cái dây này 3 ly là cắt ok. Ok. Đó, lưỡi thì còn đẹp, không có sứt mẻ gì hết ạ. Càng kề mã 9 ạ. Mã 9 140. Đây thì mã 10 cây kề này là chỉnh chỉnh lưỡi cưa, kề mở lưỡi cưa sâu mắc. Sâu mắc nô 250 ra 3. Đây anh chị. Cái này thì cái nó bị chóc sơn rồi, chứ không có gì. Ok, sơn. Đó, còn hoạt động tốt đó. Thử đây. Đó. Chiều dài đây thì nó là 18. Cái kìm này mã 10. Kìm chỉnh lưỡi cưa mã 10 130. Đây mã 11. 11 thì là một cây kìm bấm cốt này. Kìm bấm cốt mặc veo. Như cây này thì nó bấm hai đầu cốt là 1.25 và 2 chấm. Đó, hai lỗ bấm. Đó, còn hoạt động tốt. Bóp vào tự khóa này, bóp hết vào bung. Vâng, cái này thì nó dài là 20, chiều dài nó 20 cm. Đây có dấu rít đây. Ok. Cây mã 11. 11 là 140 ạ. Rồi, đây 12. 12 là cây kìm rút IV của Lotter. Cái này nó tơ, cái này thì cái quai móc ở đằng sau này nó bị đứt rồi. Nó tơ HR20002D ra ban này. Ok. Cái này thì em rút thử đi. Đây. Rồi, ok, đình. Ok, đình. Và cái kềm này thì là mã 12 ạ. Mã 12 này 250. Cái này thì nó trong bong ép sơn thôi. Còn đây mã 13. 13 thì một cây cà lê đuôi chuột của Top ạ. Top cà lê đầu 11 13. Ở cây này thì còn mới tinh luôn, gần như là chưa dùng. Đó. Hai cái đầu của nó là hai đầu dài này, đầu 11 13. Top ra ba. Được. Cây này thì cái đuôi nó đuôi thẳng, mã đây chiều dài nó 23. Cái đầu ở đây thì nó dài là 7 cm. Cây này là mã 13, 13 130. Đây 14. 14 thì cây cái này này nó 3 đầu, 2 đầu tiếp này. Một đầu vòng hở. Đầu vòng hở này thì đầu vòng 12. Còn hai đầu đây đầu 11, đầu 10 và 13. 10 13 của Top. Đây cũng hai đầu dài, cái này nó dài 7. Và chiều dài đây thì là 17. Ok.
Đây mã 14 đó. Cái mã 14 103. Mã 15 thì một cây kìm bấm của Kakuta. Đây, kìm bấm Kakuta lô 3. Đó. Như cái này thì là mình chỉnh nha. Đây, chỉnh cái miệng nó là ở đây. Đó, cái răng vít chỉnh như trên đây. Đó, chiều dài của nó đây là 24 cm, dài 24 và cái miệng nó lớn nhất nó mở ra được hơn 5 cm ạ. Ngay vặn hết răng này nè. Con ốc này là con ốc khóa nút kê đó. Một. Ở đây nó kẹp lớn nhất là 5 cm, hơn 5 cm. Rồi mã 15 ạ. Mã 15 này là giá là 200. Rồi mã 16. Mã 16 thì hai cây ba chạc, cây đây kìa. Hai cây này thì đầu các cái đầu của nó đầu nục giác ấy. Đầu nố nục giác. Ok, yếu. Rồi các cái số của nó là cây này KDR Made in Japan này, số của nó là 8 9 10 ạ, 8 9 10. Cây này FPC số Japan này, số của nó là 10 11 13. Đó, như hai cây này thì có 5 số 8 9 10 11 13. Rồi cái lớn thì cái cạnh đây nó là 10 cm. Còn cái này. Cái này 9 8,5 cm. Ở đây mã 16, 16 150. Và 17 thì cây cần nắc tự động của Tôn. Tôn đầu thì 12,7 mm, đầu 1/2. Là đầu là đầu 1/2. Rồi, chiều dài đây của nó là 26,5. Cây thì còn mới đẹp mà. Đây mã 17 ạ. 17 này 220. Đây mã 18 ạ. Đây 18 thì cây mỏ lết của ông Tốp ạ. Tốp hiệu là MT1320 ạ. Thì cái loại này thì nó chuyên dụng để cái mở cái đồng hồ nước. Đó, nó có cái loại này nó có hai cỡ này. Nó mở mấy cái đầu ống của đồng hồ nước, hai bên đồng hồ nước này. Cây này thì cái miệng nó có răng. Răng thì còn đẹp. Ok. Trong đây thì nó có lò xo lúc nào nó bám vào. Nếu cây này thì mình vặn đây thì mình không phải nhấc cái mỏ lết ra. Xoay lại là cái nò xo nó bung ra, nó mở ra. Lúc nào nó tì vào. Okay. Đó, đây có hai cỡ đây là mà. Cái này tầm 22 cm này. À, cỡ đây thì là 32 ni. Cái này thì nó có mở thì mở to hơn ra được. Mở ở đây thì 40 4 cm. Cây này thì nó dài đây là 30. Chiều dài là 30. Cây của tốt. Tốt bát ra bàn. Ok. Đây là mã 18, mã 18 107 ạ. Ở đây mã 19, 19 thì là một cây mỏ lết 375 mini.
375 mini của Lotte, còn rất là mới luôn. Ra ban cái này cái đậu rừ nó đây gần như là ok. Miệng cũng còn rất là đẹp luôn. Ok. Nó cái này thì nó mở ra hết đây thì nó là 4,5 cm. Ok. Đây thì mã 19. Một lít mã 19 là giá là 350 ạ. 375 mini. Còn đây mã 20. 20 thì một cặp cảo chữ C ạ. Ở cặp cảo này thì của Notter. Notter miệng nó mở 25 mini. Đây, số 1. Người Notter ra ban này. Ok. Cái cặp này thì còn mới luôn. Ở đây nó kẹp được tối đa là 2,5 cm. Cái miệng mở lớn nhất 2,5 cm. Rồi mã 20 ấy. Ở cặp này mã 20 giá 100 ạ. 21. 21 cặp cảo chữ C, cặp này đây của săn cây. Săn cây 75 mini ạ. Mở nó mở ra 7,5 phân. Hay ra ban. Ok. Cây này thì cái mặt đây thì nó bị dính cái xỉ hàn vậy. Còn này ok. Cặp này thì cặp này là mã 21 ạ. Cặp mã 21 giá là 208. Nó 75 mini. Miệng 75 mini. Còn đây mã 22 thì là 22 thì một cây cảo còn super. Cây này thì nó 100 mini ạ. Nó mở nó kẹp được một tấc ạ. Đó. Đây made in Japan. Răng còn lại đẹp. Đầu còn đẹp. Cặp này, cây này thì là mã 22 ạ. 22 giá là 220 nó. Và đây 23. 23 thì hai cây đục cong ạ. Hai cây đục gỗ, hai cây lưỡi cong. Cây này thì một cây dài là 25. Cây này, cây nhỏ dài 20,5 ạ. Rồi đây thì là 9,5 ly. 9,5 ly cây lớn nó là 18 ly. 18 ly. Lưỡi nó có lưỡi của nó thì còn dài, thép thép hai lớp ạ. Hai lớp thép này. Ở cặp này mã 23. 23 là giá là 200. 24. 24 thì hai cây đục. Hai cây này cái lưỡi phần lưỡi. Cây nhỏ lưỡi nó 8,5 ly. 8,5 ly, cây lớn thì 2
24 ly. Đó, nữ in còn rất là dài. Ok. Nào, có cây dài 27, cây nhỏ dài 23. Ok. Và đây mã 24, cặp này mã 24 180. Rồi, cây 25 là một cây búa cao su. Đây, búa cao su, cây này da ban, chữ da ban nằm trên cái mặt này. Chữ nổi nằm trên mặt này luôn nữa còn. Cái mặt nó còn đẹp này, chứ không. Không có. Và cây này thì cái đầu búa của nó cao là 10 cm ạ. Đầu búa đây cao 10 cm. Cái đường kính đây của nó gần 6 cm, 5,8. Ok. Rồi, như cây này thì nó nặng là 500 g, nặng cây nặng nửa ký, cả cán là nặng nửa ký. Đây mã 25. 25 giá 150. Cây này thì cán còn đẹp. Một cán. Rồi, 26 là cây búa nhổ đinh. 26 búa nhổ đinh Dog Zill Made in Japan. Ok. Nó cây này thì cây búa cán sắt. Cán sắt như cái loại này thì họ sơn này. Sơn là cái nước sơn thì nó bị bong nước sơn rồi. Đây, trên đây Dog Zill Made in Japan luôn. Rồi, lưỡi nhổ đinh còn đẹp. Ok. Đây mặt đóng. Cái cây này thì nó cao đây là 10,5. Cái cao này 10,5 cm. Rồi, cân nặng của nó là 450 g, mã 26 ạ. 26 130. 27 thì một cây búa bi. Ở cây búa bi này thì KTC ạ. Đây. Cây búa bi KTC. Rồi, búa bi cán sắt luôn. Đây đầu bi của nó. Một. Yeah, cái này thì cân nặng của nó là 750 g, mã 27 ạ. Đây mã 27 150. Được, 28 thì một cái thùng đồ nghề của Ring Star. Thùng đồ nghề nắp, cái nắp thì nó lên mà. Bên trong thì nước sơn nó còn đẹp nữa. Vâng, đây thùng đồ thì mã 28 á, 28, chiều dài của nó là 35, rộng nó 15 cm, và cái đỉnh này thì nó cao là 10 cm. Đó, cân nặng của nó là 1 kg 2. Rồi, mã 28 180. Vâng, đây mã 29. 29 thì cái thùng đồ nắp bằng. Thùng đồ nắp bằng Tozo. Cái này này là T360 ạ. T360. Đây bên trong ok. Ở thùng này thì nó dài 37 ạ. Dài 37, rộng 21 và cao là 8,5 cm. Cân nặng của nó là 1,5 kg. Đây, mã 29 là 201. Đây mã 30.
30 thì cái thùng đồ của Ringstar nữa, cái thùng đồ nắp bằng Ringstar. Chỗ này thì chảy sơn. Ở bên trong cái loại này thì nó có một cái ngăn nhỏ bên hông này. Những cái thùng này thì nó bị đây hai có hai cái nỗ khoan ở trên bên hông này. Cái nỗ này nó 8 ly. Đây hai bên nó có hai nỗ. Đấy, cái lỗ này trước này, cái khoan này móc cái dây rồi. Treo cái dây từ bên này qua bên kia xách ở giữa đó. Ở đây thì mã thùng này mã 30 ạ. Thông số của nó. Nó dài 40, rộng thì 23 và cao là 10 cm. Đây thì là cân nặng của nó 2,3 kg. Ở mã này mã 30 giá là 280 ạ. Và nó xin được kết thúc ở đây ạ. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.